quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ủng hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Mua mấy quạt và cái số tiền còn dư thì là 1.775.000. Thì bà bảo là cho vào quỹ làm nhà của các em. Ở đây thì bà An Phạm có gửi là 2 lần. Và tổng số mà cháu Lực hiện tại đang cầm quỹ của các em là 30.595.000. À, đi chợ mua gì đấy? Mua đậu thế. Mua đậu với lại cà chua à? Vâng. À, vừa rồi thì anh có nói tiền quỹ của nhà em là cho ông với lại cho Hải nghe đấy nhá. Vâng. Đấy, và anh nói thêm cho em thêm một lần nữa là cái tiền quỹ của nhà em là anh đang cầm là 30.595.000. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy. Vâng. Đi. Xuống nhà cưng đi. Thôi anh phải đi về rồi, bây giờ trời rất là tối này. Đấy. À, xong về về. Thôi bây giờ anh phải về đây. Thân xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chiều tối hôm nay thì cháu Lực có nhận được thêm một hai cái tin vui nữa. Thì cháu Lực sẽ lên và báo tin đấy để cho em Sử với em Hải là cùng biết luôn cô bác. Nhận được những tin vui nào thì cháu Lực sẽ đều là cấp tốc lên nhà các em và để báo cho các em biết luôn. Mà các bác gửi cho cháu Lực và cháu Lực không có lên thông báo cho các em thì sợ các bác lại nghĩ cháu Lực làm cái gì nó cũng chậm chạp đấy cô bác. Từ trước đến giờ thì mọi việc cháu Lực làm thì mặc dù những cái lời ăn tiếng nói của cháu Lực mặc dù nó không có được hay cho lắm, nhưng mà cháu Lực lên là với các em là lên bằng cái tâm của mình. Cho nên là có những cái chuyện gì nó xảy ra hay là có những cái điều gì mà tới cho các em thì cháu Lực đều và lên lên và cháu Lực nhận được những cái điều gì mà nó thật sự là những cái niềm vui cho các em thì cháu Lực sẽ cấp tốc là từ nhà cháu Lực để lên với các em luôn. Thời gian này thì ở trên vùng cao đang là mùa mưa các bác, thành ra là cái đoạn đường mà cháu Lực lên thì thật sự ra là nó đi nó có thể là nói nó hơi khó khăn một chút, nhưng mà bù lại thì cháu Lực nhận được những cái điều gì đó và nó sẽ giúp ích cho các em thì cháu Lực sẽ lên với các em là càng sớm càng tốt. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Như phần là cái đoạn đường đất mà đi xuống nhà các em cô bác, nếu mà trời mưa cái là chỗ này nó sẽ tạo thành khe mà nước nó chảy xuống cái kia luôn, là tại vì cái phần bên này nó có là cao, thành ra là nước nó chảy từ trên kia xuống, nó không có đi xuống cái kia được. Nó sẽ men men theo cái đường này và tạo thành cái rãnh rất là to và khổng lồ luôn. Ui, cái măng này rất là to này các bác. Măng này thì sẽ gọi là cái măng gì ấy nhỉ? Cháu Lực cũng quên mất cái tên đấy rồi. Măng này thì hay được là bà con ở trên này là mang ra chợ để bán và để làm cái măng chua. Hầu như là ở trên này là mỗi mùa là có một loại măng. Mùa này thì có những cái loại cây măng to kia và đến mùa tiếp theo thì nó sẽ có cái măng măng nứa này các bác này. Hiện tại thì ở dưới kia sương mù khá là nhiều luôn. Nhìn xuống bên kia như kiểu là một cái mê công luôn rồi. Vừa nãy cháu Lực điện cho các em thì không có điện được, chắc là các em đang ở trong nhà, thành ra là không có sóng để mà cháu Lực gọi. Vừa cháu Lực vừa nhìn thấy là em Hải chắc là đang chăn trâu ở dưới kia. Ui, ba con luôn, không biết là của ai với của ai đây, bốn con luôn. Ồ, Hải ơi, chăn trâu à? À, chăn trâu ở kia này các bác. Cái phần đất của các em chỗ này cô bác, cháu Lực cũng đang định tính là mấy nữa thì sẽ làm nhà cho các em ở đây. Và hiện tại thì quỹ của bạn Trình thì có gần 95 triệu rồi. Quỹ của cháu Lực thì cháu Lực cũng vừa mới nhận thêm là được gần thêm 30 triệu nữa. Thì cháu Lực cũng lên là muốn thông báo cho các em luôn.
và muốn là thông báo cho tất cả quý cô bác là cũng biết là cái số tiền quý của các em cháu Lực hiện tại là đang cầm là bao nhiêu. Ở đây thì trước là được các em là trồng cái miến rong này, và hôm nọ cháu Lực cũng có bảo các em cái phần này mấy nữa sẽ, nếu mà được thì sẽ cất cho các em một cái ngôi nhà ở đây. Thành ra là các em cũng cắt dọn là cắt cái phần là miến rong đi hết rồi. Hái hôm nay thả cháu ăn hết miến rong này à? Ở đây có bốn con trâu thì trâu của nhà ai với nhà ai? Trâu của nhà trên kia nữa à? Từ từ nhá, anh đi xuống đây đã. Anh chào Hải nhá. Vâng, em chào anh. Thôi. Chào Hải, xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi, đi chăn trâu có một mình thôi à? Vâng. Trâu của nhà em thì con nào với con nào nhỉ? Con kia với con kia. À, con kia, con kia, hai con bé kia với con to to kia đúng không? Vâng. Con to cái gì là được nuôi của nhà người ta đúng không? Vâng. Con bé thì là con cái ấy nhỉ? Vâng. Anh xử đi đâu rồi? Anh chị lúc nãy chẳng biết đi xuống xá rồi. Đi xuống cái xá à? Vâng. À, vừa rồi anh xuống cái kia thì không cầm theo điện thoại đúng không? Không cầm đâu. Điện thoại để trong nhà à? Vâng. À, thảo nào anh gọi mới không có được. Đây là cái quần này thì là ai gửi cho đây? Bà An Phạm ạ. À, quần này là bà An Phạm gửi cho đúng không? Vâng. À, rất là đẹp luôn. Quần này thì được gửi từ rất là xa luôn cô bác. Gửi từ tận là biên Mỹ về. Bà An Phạm thì phải nói là rất là quan tâm tới các em luôn. Gửi những cái món đồ mà từ bên Mỹ sang, thật sự ra gửi từ bên kia sang thì cước, cái cước gửi sang thì rất là đắt đấy. Nhưng mà bác vẫn muốn chính tay là đi chọn những cái phần quà này, những cái đồ dùng cho các em này là gửi tới tay cho các em luôn. Ông thì có ở nhà không? Có ạ. Ông thì ở nhà. Vâng. Em ra đây chăn trâu lâu chưa? Vừa đi chăn thôi ạ. Vừa lên đây chăn trâu rồi à? Vâng. Cùng xử. Bây giờ thì cùng em Hải là chăn trâu một chút nữa. Thì là sẽ cùng sẽ đi đợi em xử về nữa. Thì cháu Lực sẽ cùng các em là đi xuống dưới nhà các em một chút. Sang tuần là bắt đầu vào học chính thức rồi nhỉ? Vâng. Học là đến buổi chiều, nếu mà về kịp thì lại đi chăn trâu nhỉ? Vâng. Về kịp thì lại hộ anh chăn trâu này, lấy cỏ này. Cái gỗ này là của nhà chú à? Vâng. Chú là để chặt để làm nhà mới hay như nào? Để chặt làm nhà mới ạ. Chú làm mà chú có một cái ngôi nhà ghép rồi đấy. Chú bảo là nhà ghép đấy thì trời mưa thì không dám ở đó đâu. À. Nhà ghép là trời mưa không dám ở à? Vâng. À. Có biết tại sao mà chú không dám ở không? Bởi vì điện. Điện á? Dạ. Điện sao lại điện nhỉ? À, chắc là do là em Hải cũng không có hiểu mấy. Và cái phần nào ngôi nhà ghép thì cháu Lực sẽ không có nói thêm nữa. Anh thử thì đi xe máy đi à? Dạ. Thế mọi lần xe máy anh ấy để đâu? Để nhà chú kia. Để nhà chú kia, nhưng mà vừa nãy anh đi thì làm gì mà có viết bánh xe máy lên? Biết đâu mấy. Như là cùng anh đi sao ấy. À, là cùng ai đi à? Vâng. Anh bảo đi chợ hay là đi làm gì? Anh chỉ vào đây đi xuống chợ. Đi xuống chợ à? Vâng. À, chắc là đi mua thức ăn hay là gì đấy cô bác. Vâng. Xe thì chắc là vừa nãy là đi nhờ đi cùng ai và nhờ ai đi xuống ấy thôi. Hai con trâu này là trâu của nhà bên này à? Đó. Trâu to đây nhỉ? Đó. Thế một mình xử chăn nào, một mình Hải chăn nào, có ai đâu? Sao hồ à? Đó. Sao hồ chạy đi về nhà à? Đó. À, chắc là do cháu Lực là ghi hình lại cho nên là bạn đấy xấu hổ, bạn đấy đi về luôn. Hôm này thì cũng cho trâu nhà chú, trâu nhà hàng xóm ăn cùng luôn à? Ây da. Hai anh em bây giờ sẽ chăn trâu một chút cô bác. Anh ngồi đây đi, mỏi đi ngồi đây đi. Anh em Sử thì đang đi xuống chợ để mua thức ăn về cho gia đình rồi cô bác. Hôm nọ thì cũng có được bác An Phạm là gửi tiền cho cháu Lực, và nhờ cháu Lực là đưa cho em Sử là từng chút một để em ấy đi mua thức ăn. Em Hải thì vừa chăn trâu thì vừa lấy củi ở nhà luôn.
Củi này thì có gai rất là nhiều. Cây song mọc này ấy. Cẩn thận nhát tay ấy. Củi này thì mang về để đun nó cắm lợn đấy chứ. Đấy đi chăn trâu thì không có gọi là ngồi một chỗ để xem con trâu đâu, mà em kèm theo đó thì em Hải còn là phải lấy luôn cả củi nữa này. Một cái cậu bé năm nay 12 tuổi mà cái gì cũng biết làm. Người anh thì học đến lớp 2 và không có còn đi học nữa, nhường lại cái quyền đi học đấy để cho em Hải. Thì em ấy tiếp tục là đi học trên những, thì em ấy tiếp tục là cuộc hành trình đi học. Trước lúc mà cháu Lực mới lên chia sẻ các em với cô bác, thật sự ra lên mà gặp mà các em những cái bữa cơm mà các em ăn chan với lại nước nước lá. Ui, tí nó hút nhau không? Không hút à? Một cậu bé năm nay mới 12 tuổi thôi. Lúc em ấy kể với cháu Lực là đầu năm học, với lại lúc mà học phụ huynh, bạn bè ai ai cũng có bố có mẹ đi học phụ huynh, còn mình thì có lúc thì có người anh của mình đi học phụ huynh, có lúc thì có ông mình đi học phụ huynh thay cho thôi. Ông thì đi học phụ huynh thì cô giáo nói tiếng Kinh, thành ra là không có nghe được. Mấy nước khai giảng thì anh Sử sẽ đi học phụ huynh trước hay là như nào? Anh Sử đi ạ. Anh Sử đi à? Dạ. Trước kia thì ông có bao giờ đi chưa? Dạ. Ông đi à? Dạ. Nhưng mà ông đi này ông không biết nghe tiếng Kinh thì cô giáo biết nói tiếng Nùng không? Có. Có à? Dạ. À là cô giáo biết cả nói tiếng Nùng nữa đúng không? Dạ. Chưa đeo đôi dép hôm nọ bác Kim Hòa gửi cho à? Chưa rồi. Chưa đâu à? Dạ. Để dành đi học mới đeo đúng không? Dạ. À. Các em thì nói chuyện là rất là ngoan và rất là lễ phép luôn cô bác. Ai. Nó hút con trâu nhỏ kìa. Có vẻ như hai con trâu nhà em nó ghét con trâu bé kia đấy nhở. Đi chăn trâu này thì lúc mà trâu mà nó đang hút nhau thì cẩn thận nhá. Em còn bé nữa, không có độ lại với sức trâu đâu. Bây giờ cẩn thận chứ. Vừa nãy đi thì không cầm theo dao đâu à? Dạ. À lên đây là nhìn thấy củi thì tiện thể là lấy luôn à? Dạ. À dưới kia thì cũng được em ấy đi gom góp là nhặt vào, xong là để thành từng đống. Để đây thì cho nó khô xong mới mang đi à? Dạ. À cái cành cây sau mọc này là của nhà chú à? Dạ. Chú có cho nhặt củi không đấy? Cái chỗ này thì ở trên này thì cũng có thêm vài cái hộ gia đình nữa trên này cô bác. Em theo lời em Sử kể với cháu Lực thì rơi đâu đó là tầm 5 hộ gia đình ở xung quanh đây. Bây giờ thì chẳng qua là nó như cái kiểu là cái ruộng bậc thang ấy cô bác. Có nhà ở thấp và có nhà ở cao thì thành ra là nó sẽ nhìn nó thấy hơi khó một chút. Nhưng mà nếu mà ở từ phía trên cao kia nhìn xuống thì nó có rất là nhiều cái căn nhà luôn cô bác. Như cháu Lực cũng chia sẻ lên rồi. Và cháu hiện nhà hiện tại các em thì ở dưới kia. Ở dưới kia thì nó là rất là thấp rồi, thành ra là cái sóng điện thoại nó sẽ không thể có được. Và cái chỗ này thì nó cao hơn, sóng điện thoại thì cũng có. Thật sự ra mà ở đâu mà nếu mà không có sóng điện thoại ấy cô bác, đi vào thành ra là như người rừng luôn. Năm nay thì được cháu Lực với lại bạn Trình chia sẻ lên thì cũng có được rất là nhiều quý ông bà cô bác là quan tâm tới các em. Và có được bác Trần Thùy Tiên, bác có nhờ cháu Lực với bạn Trình là cùng
là hai anh em bảo là đưa em Sử để đi mua xe, nhưng mà hôm đấy cháu Lực không có đi được, thành ra là một mình bạn Trình là bạn ấy đi mua xe cho em Hải với em Sử, và kèm theo đó là mua thêm một cái điện thoại nữa để cho các em liên lạc được. Trước kia thì em Hải đi học với cô bác là mọi cái công việc mà nếu mà ở nhà trường có cái chuyện gì xảy ra thì chú thì cô giáo toàn là điện thoại về cho người chú của mình, và được người chú của mình nói lại với ông, nói lại với em Sử. Cái chỗ kia thì có cắt để làm cỏ đúng không? Không biết á? Thế tí cho trâu trả hết à? Không cắt nữa đâu à? À, cái chỗ này thì hôm nọ cháu Lực cùng với các em là đi ra cắt để lấy cỏ ấy cô bác. Ở dưới này thì có những cái tổ ong mà nó nhỏ nhỏ ấy, đốt rất là đau. Hải thì hôm nọ có bị cái nào không nhở? Không bị, mối Sử đâu nhở? Những cái cành khúc gỗ này thì được là chú là cưa ra à? Những cái cành này thì chú không có cho đâu nhở? Cành này thì chú đợi là nó khô về xong là cũng vác về trong để trẻ củi. Cái phần này nếu mà sau này có tiến hành vào là làm nhà các bác thì là sẽ phải đào cái phần nền đã. Nếu mà mình đào như thế này thì nó sẽ gặp những cái đất cứng, thành ra là nó sẽ không có bị sạt lở cho là mấy. Ở chỗ này thì có một cái nguồn nước mà chảy từ đây ra luôn này các bác này. Cái nguồn nước này thì cháu Lực cũng chia sẻ lên khá là nhiều rồi. Vào những cái đầu tháng 6 đến tháng 10 thì nó sẽ có nước. Còn đến từ tháng 10 đổ đi đến tháng tiếp theo là nó sẽ không có nước. Hầu như là cái nguồn nước này chỉ có là nửa tháng thôi. Nếu mà có canh năm thì một gia đình mà có cái nguồn nước như này thì rất là tốt luôn. Và hiện tại nhà cháu Lực nếu mà đi tìm cái nguồn nước ấy cô bác, là cháu Lực kéo nước rơi đâu đó tầm là 10 cây số để có được một cái nguồn nước mà về tới nhà được. Như là mấy hôm nay thì trời mưa ấy, thành ra là nó có rất là nhiều nước chảy từ cái khe suối ấy về thì nó rất là đục. Như là nhà các em thì chỗ này thì cũng rất là tiện cho các em luôn. Ở dưới kia thì có một cái nguồn nước mà chảy quanh năm hàng tháng luôn. Bây giờ mà ở đâu cũng thế thôi, phải đi thứ nhất là phải đi tìm được cái nguồn nước đã. Nguồn nước thì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ nếu mà không có tìm được một cái nguồn nước mà đi kéo xa, kéo hẳn tầm là độ là rơi vào tầm, cháu Lực nói là tầm 3 cây đi chẳng hạn. Có những lần mà có lúc mà không may thì người ta lại trộm cái ống nước này đi, thành ra là không có được. Hải thì có muốn làm một cái ngôi nhà ở đây không? Có. Có à? Làm ở dưới kia thì không có sóng điện thoại đấy nhở? Và cháu Lực cũng hỏi là bên xá rồi. Và bên cái anh mà làm địa chính ở xá đấy cô bác. Cái đất ở chỗ này thì sẽ làm được nhà. Nếu mà như mà ruộng ấy, đang chỗ nào mà là đang có đồng ruộng để mình làm ấy, thì đất đấy là đất canh tác, đất ruộng thì nó sẽ không có làm được nhà nữa. Chỗ đấy là người ta không có cho làm. Ô, bạn kia không phải chân trâu à? À cái kia không phải chân trâu à? Hả? Này, bạn kia thì ngại cháu Lực ghi hình này có bác, ngồi ở tít lên kia để nhìn trâu của mình thôi. Không ai chân trâu tí nó đi đâu ấy. Sương mù thì ngày một lúc mà càng nhiều hơn thôi. Sử thì vẫn còn chưa thấy về. Hôm nay thì cháu không có ăn đủ cỏ à, mà mới phải mang đi cháu đi ăn nữa này. Cháu ăn không đủ cỏ. Ăn cháu ăn không đủ cỏ à? Dạ. À, sáng nay mưa cả sáng nên là không có đi lấy cỏ được đúng không? Dạ. Sáng nay ở trên chỗ nhà cháu Lực ấy cô bác, mưa từ lúc là 4 giờ sáng hay sao đến tận 12 giờ trưa thì mới bắt đầu tạnh một chút. Xong là đến 2 giờ chiều thì nó mới tạnh hẳn.
Thành ra là những cái công việc mà đi lấy cỏ hay là đi lấy củi như này thì phải tạm gác lại, là để ở nhà để trú mưa. Một cái đứa trẻ mà còn rất là bé thôi, đi chăn trâu, đi chăn là những con trâu rất là to luôn này. Cho nó đi xuống dưới đi, đừng để cho nó ăn những cái cành bên này nữa. Cái này mai em còn để cắt để làm cỏ ấy. Đấy. Cho nó đi xuống dưới kia hết đi. Cái này mai em còn sử dụng lại để cắt được cỏ để cho nó ăn. Bây giờ nó ăn thì nó ăn nguyên cái lá thôi. Nó có ăn cái cuống của nó đâu. Cái này mang về thái cỏ, thái cho trâu ấy thì trâu rất là thích ăn luôn, tại vì là nó rất là nhiều nước. Hải có bây giờ cưới trâu chưa? Chưa. Chưa, ngồi lên lưng trâu ấy. Ngồi rồi à? Trước anh hồi nhỏ anh đi chăn trâu anh cũng hay ngồi lên lưng trâu này. Ngồi như ngựa luôn đấy. Mà trâu này nhá, anh bảo nhá, đừng có bao giờ mà ngồi lên nữa nhá. Đấy. Không may mà nó đi nhanh quá, mình bị đổ vào người nó ấy. Cái sừng của nó chọc vào bụng ấy, thủng hết cả bụng luôn đấy. Ở trước kia thì bạn anh cũng có trường hợp là như thế đấy. Xong là chết luôn đấy. Cái sừng của nó thì nhìn xem rất là nhọn đây này. Con nhỏ cháu Lực thì ngồi lên lưng trâu này cô bác. Về đến nhà thì là bị bố mẹ mà đánh luôn đấy. Gọi là đánh như cháu chừa lần sau mà không có dám ngồi, không có ngồi lên đấy. Trước hồi nhỏ anh còn bị bố mẹ anh lấy roi vụt mà đi chăn trâu này, ngồi lên lưng trâu này. Sử thì đi hơi lâu nhỉ. Nên bây giờ thì anh em mình chăn trâu đợi Sử đấy nhỉ. Cái củi cái gì nhặt để đây xong rồi để khô thì mình mới lấy à? Bây giờ thì trời cũng đã gần tối rồi, cho nên là cùng Hải là đi về thôi. Hải đuổi con kia xuống nhá. Anh đuổi con này xuống nhá. Ôi, đầu nó nhìn đâu ấy. Tiếng mong mà cho nó đi thì nói như nào? Từ á? Sử á? Cho nó đi sang hướng bên kia đi. Đi ra bên kia. Phải lấy cây vụt nó. Ây! Lên đầu nó rồi. Em có bây giờ đi chăn trâu xa không? Dạ. Rồi à? Dạ. Chăn trâu xa là tận đâu? Đi trên rừng già thôi nào? Dạ. Đi chăn trâu này thì có lấy cơm đi theo không? Có. Có à? Dạ. Anh thấy là các bạn ở trên này thì rất là hư đấy nhở. Hít sáo luôn. Cho nó đi nhanh nói như nào. Cho nó bảo là đi nhanh nói như nào. Ây, 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 con bé kìa. Anh bên này xuống cho. Ây. Anh cẩn thận nhá. Cầm luôn à. Con này không biết đi về nhà ấy. Ây à, anh ở đằng sau đuổi cho. Ây da. Ây da.
Cả hai con là đều nó đều biết cày hết đúng không? Con bé chưa biết à? Cày như này thì mình cũng phải là huấn luyện trâu thì mới cày được ấy. Phải sương mù quá rất là nhiều rồi cô bác bây giờ ấy. Nó đi đường này luôn à? Một cái ngôi nhà mà nằm ở dưới tận là dưới khổm luôn này. Thưa cô bác là cái chỗ nhà các em hiện tại như bây giờ thì cháu được nói rất là nhiều rồi. Cái sóng điện thoại thì có thể nói là nó bất khả xâm phạm ở chỗ này luôn. Con này vụt mạnh nó không biết đâu luôn mà cháu ơi. Nhưng mà cũng phải vụt nhẹ nhá. Vụt mạnh quá là nó đau ấy. Nó vụt nó đau mà thành ra là nó như kiểu ghét mình nhá. Ôi nó dậy ra kia rồi. Ông ấy đang nấu cơm, đang ở đâu ấy? À, ông chắc là ông ở nhà thôi. Ông ở nhà à? À, nó ngồi gì? Nó ngồi đấy. Hay ông thì cũng ở nhà này cô bác này. Đấy, và hôm nọ thì bác Vương Kim Thanh thì có nhờ cháu Lực là lắp cái bóng đèn năng lượng mặt trời lên cho ba ông cháu. Và bây giờ hiện tại thì nó cũng sáng ở ngôi nhà thì gọi là cũng sáng rất là nhiều luôn rồi. Cái bóng đèn này thì bây giờ thì các em sẽ không có còn sử dụng là nhiều nữa. Đây. Đây, chó ở nhà các em thì chó được lên rất là nhiều rồi, thành ra là không có còn sủa hay là như nào nữa. Xong chưa? Xong rồi à? Bây giờ thì đi rửa tay chân đi nhá. Xong thì đợi anh xử về thì anh sẽ đọc cái thông qua cái nơi này cho các em một chút. Sử thì đi chợ khá là lâu nhỉ? Dạ. Chắc là lại là có khi là đi nhà bạn không? Có ạ. Chắc là đi nhà bạn nhỉ? Dạ. Đấy, chắc là không có biết cháu được lên, thành ra là em ấy ở kia một chút nữa thì mới về. Bây giờ thì mặc dù là trời cũng khá là tối rồi nhưng mà cái giờ của nó cô bác, bây giờ mới hiện tại là có 5 giờ thôi, thành ra là chưa đến giờ nấu cơm ấy. Bây giờ thì cháu được sẽ được phép là đọc cho em Hải, cho với lại ông nghe về cái tiền quý của nhà mình là hiện tại cháu được đang là cầm là bao nhiêu cô bác nhá. Như ông thì không biết nghe tiếng Kinh thì tí Hải sẽ nói lại với ông nhá. Vâng. Đấy thì một tí nữa cháu được cùng sẽ nói với ông luôn là cái tiền quý làm nhà của các em là bao nhiêu. Đấy, bạn này là đọc khảo chiều đấy. Giờ em bạn này làm hát được gì đó? Tao gặp bóng gửi tiền quý mà họ gửi tiền quý ạ. Đi để cờ đi cờ đó. Đấy. Và trước khi cháu Lực đọc thì cho cháu Lực xin được nói thêm một chút nữa là có một số cô bác thì có gửi cho cháu Lực là có gửi cho cháu Lực nhưng mà là chia cho những hoàn cảnh nào nữa thì đến những hoàn cảnh nào thì cháu Lực mới đọc những cái khoản đấy thôi thì rất là mong quý cô bác sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Và có một số cô bác thì cũng có gửi tiền cho cháu Lực đấy. Mỗi ngày cái tiền đô của nó thì nó sẽ được quy ra tiền Việt thì là mỗi ngày giá nó khác nhau, mỗi ngày là giá nó sẽ một khác, mỗi ngày là giá nó sẽ khác, nó sẽ không có được giống nhau nhé, để là tránh cái trường hợp mà có cô bác bảo là ô gửi về 100 đô thì nó phải là với bằng cái bác kia gửi nhưng mà không có phải các bác nhá. Cái đấy thì các bác gửi tiền cho cháu Lực thì các bác cũng đã biết rồi, nhưng mà một số cô bác ở Việt Nam thì có thể là cô bác sẽ không có biết, thành ra là thắc mắc về cái điều này cho nên là cháu Lực cũng sẽ nhắc luôn.
À, đây là quý làm nhà của ba ông cháu, thì được cháu Lực là ghi vào một cái quyển sổ mà riêng luôn. Quyển sổ này thì hôm trước thì cũng có bác Thanh Hằng là bác gửi cho cháu Lực, và qua đây thì cháu Lực cũng gửi một lời cảm ơn tới bác rất là nhiều ạ. Chúc bác cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe. À, bây giờ thì anh sẽ được thông qua là cái danh sách mà làm nhà của các, và bây giờ thì anh sẽ được thông qua là cái quý của nhà em một chút nhá. Vâng. Trong thời gian qua thì cháu anh đã có các bác mà đã gửi cho anh là bao nhiêu nhá. Vâng. Và có những khoản mà các bác đã gửi riêng là không có để làm quý, để vào quý thì anh cũng đã mua hết thực phẩm và đồ cho các em nhá. Vâng. Và anh cũng đã đưa tiền cho em với lại em Sử nhá. Vâng. Đấy, những cái khoản đấy là không có bỏ vào quý. Đấy, là nói cho ông nghe luôn nhá. Vâng. Đấy, không hề tránh trường hợp là ông sẽ hiểu lầm. Đó. Vâng. Trước thì cháu Lực lên chia sẻ các em thì cũng đôi do đó phải tầm là được 3 tháng rồi nhỉ. Vâng. Anh em mình gặp nhau chắc là phải được 3 tháng rồi nhỉ. Vâng. Đấy, và 3 tháng qua thì hầu như là hôm nào cháu Lực cũng lên trên nhà các em và cũng thấy các em là mỗi ngày các em là một khác đi. Cái điều đấy thì cháu Lực ghi hình lại lên là tất cả quý cô bác anh chị là cũng đều biết các em là sẽ thay đổi như thế nào rồi. Và bây giờ thì không có miên man nữa, cháu Lực sẽ nói đi danh sách quý làm nhà của ba ông cháu cho em Hải, cho ông để nghe nữa, và cho tất cả quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trên này là cùng nắm rõ được là hiện tại cháu Lực đang cầm là cái số tiền quý của nhà các em là bao nhiêu. Ngày mùng 7 tháng 8 thì có chị Nguyễn Thị Quế, chị ở Thanh Hóa, có gửi cho là 300.000 và cho tem là 100.000, cho quý làm nhà của ba ông cháu là 200.000. Ngày mùng 7 tháng 8 có bà Lương Thị Hợi, bà ở Đống Đa, Hà Nội, gửi cho là 400.000. Ngày mùng 10 tháng 7 thì có bác Kim Hoàng, bác ở Mỹ, có gửi cho cháu Lực là 11.750.000. Ngày mùng 10 tháng 7 thì có bác giấu tên, bác có gửi cho là 300.000 và cho tem là 100.000, cho ba ông cháu là 200.000. Ngày 11 tháng 7 thì có bà An Phạm, bà ở Mỹ, bà có gửi cho cháu Lực là 4.600.000. Ngày 28 tháng 7 thì có cô Lý Thị Nhung, cô có gửi cho cháu Lực là 500.000. Ngày mùng 10 tháng 8 thì có bà Duyên, bà ở Úc, bà có gửi cho cháu Lực là 1 triệu đồng. Ngày 17 tháng 8 thì có bác Vương Kim Thanh ở Mỹ, bác có gửi cho cháu Lực là 4.670.000. Và cái khoản mà bà Phương Kim Thanh này cháu Lực nhận được là từ bạn Trình là chuyển qua cho cháu Lực. Ngày 19 tháng 8 thì có bà Bảy, bà Đồng Nai, bà có gửi cho là 500.000. Ngày 23 tháng 8 thì có bác Xuân Vũ, bác ở Úc, bà có gửi cho là 5 triệu đồng. Ngày 23 tháng 8 bà An Phạm ở Mỹ có gửi thêm là 1.775.000. Và cái khoản bà An Phạm này thì bà có gửi cho cháu Lực là 220 đô, và có nhờ cho Lực là mua nồi cơm điện, mua máy quạt, và cái số tiền còn dư thì là 1.775.000. Thì bà bảo là cho vào quý làm nhà của các em. Ở đây thì bà An Phạm có gửi là 2 lần, và tổng số mà cháu Lực hiện tại đang cầm quý của các em là 30.595.000 nhá. Đấy, Hải nắm gió nhá. Vâng. Tí về thì bảo với Sử nhá. Vâng. Đấy, em sẽ trực tiếp là bảo với Sử, và anh cũng sẽ trực tiếp là anh sẽ nói chuyện với Sử nữa. Vâng. Đấy, và bây giờ anh sẽ nói cho ông một chút. Đấy, là na cầm trên quý là ông ấy cả nay đang mi phạm phíp chiều Hà Pạc cầu thiếp Hà Thành. Đấy, cái này lên cái này lên ở bắc quý có lẽ là sống án xe hốc ăn vân đã hốc cả đảng Hải ra Sử hơi dê. Đấy, canh lán lên cầm viên này. Còn là canh lão ba này thì cấm bao nhiêu nhỉ? 90 mấy triệu nhỉ? 95 đúng không? Vâng, đấy. 95 đúng không? Vâng. Là canh tương phần lán thì cấm cầu thiếp Hà Triều. Đấy, để canh lão bài cấm ấy nó lại. Đấy. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có nói với ông là cháu Lực cầm tiền quý của nhà các em là bao nhiêu rồi. Và ông thì cũng có nắm được rồi cô bác nhá. Cháu Lực nói tiếng nùng với ông. Ông thì biết nghe tiếng nùng. Và tổng thể hiện tại cháu Lực cầm cái tiền quý của nhà các em là 30 triệu. Cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa là tổng thể mà cháu Lực cầm tiền quý của nhà ba ông cháu là 30.595.000 đồng. Đấy.
Và hiện tại thì kênh của bạn Trình thì đang cầm là 95 triệu. Và kênh của cháu Lực thì đang là 30.595.000. Thì tổng thể hai kênh cầm là bây giờ 95 với lại 5 thì rơi vào 100 là 30 triệu rồi. Và trong thời gian tới thì nếu mà tiến hành mà làm nhà cho các em thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng và phần trợ duyên của quý ông bà cô chú anh chị gửi tới cho ba ông cháu, để cho ba ông cháu được cướp lại thêm cho mình một cái ngôi nhà mới. Như trước kia thì bạn Trình cũng có lên và muốn là làm cái ngôi nhà ghép cho các em đúng không? Vâng. Đấy, nhưng mà ngôi nhà ghép thì cũng được em Hải với em Sử với lại ông đã chứng kiến cái ngôi nhà của chú rồi, thành ra là không có muốn là làm cái ngôi nhà như thế. Ở đây thì không phải là ba ông cháu chê cái ngôi nhà đấy hay là như nào đâu, nhưng mà bây giờ nếu mà làm thì phải là vào trong đấy ở được và nó yên tâm thì mới làm được cô bác nhá. Chứ như theo chú chia sẻ với cháu thì cháu cũng đã nói rồi, và cháu cũng không có nói nhiều về cái phần là cái khoản mà nhà ghép hay là nhà nào nữa. Mong muốn ở đây thì cũng được rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân là muốn giúp cho ba ông cháu làm một cái ngôi nhà xây đó. Và có thể nói là thời điểm này thì ở trên vùng cao thì mưa khá là nhiều, như cô bác cũng có thể là theo dõi những cái tin tức mà ở trên vùng cao rồi, hầu như là vào mùa mưa này thì nó sạt lở rất là nhiều, còn ở những miền xuôi thì nó sẽ gây ra những cơn bão mà lũ lụt, còn ở trên vùng cao thì nó sẽ không có những cơn bão mà lũ lụt đâu, và kèm theo đó nhưng mà nó sẽ là những cái cơn mà sạt lở đất cô bác. Có thể có những cái đoạn đường mà nó sạt lở xuống là xe nó không có đi được, là phải xe phải nằm ở đấy độ đâu đó và tầm tuần hay là 2-3 ngày đấy thì cứu trợ mới lên và xe thì mới đi được. Và cứu trợ này thì không có phải là những cứu trợ từ dưới huyện lên hay chăng nữa, mà là chính cái bà con ở trong thôn đấy là ra là để sửa lại đường và đào đất đi đó. Thì cháu Lực gọi là nó là cứu trợ đi các bác. Và rồi thì cháu Lực cũng đã đọc những cái khoản mà các ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân gửi tới cho ba ông cháu rồi, và rất là mong có những cái sai lầm nào mà cháu Lực còn chưa được minh bạch thì cô bác anh chị có thể là gọi điện cho cháu Lực trực tiếp và nói chuyện với cháu Lực thì nó sẽ được hơn, thì các bác nó cũng sẽ hiểu hơn đấy cô bác. Còn là bây giờ mà các bác mà gửi để lại những cái phần comment ở trên bình luận thì thực ra mà cháu Lực để mà trả lời thì cũng có thể là cháu Lực sẽ trả lời được thôi, nhưng mà có những cái bình luận thì cháu Lực sẽ không có trả lời được. Cháu Lực cũng không phải là cháu Lực không có lắng nghe những ý kiến của cô bác đâu, cháu Lực cũng đã đọc và cháu Lực có thả thêm một cái tim nữa là cháu Lực đã đọc rồi cô bác nhá. Đấy, để tránh trường hợp mà cô bác nói với cháu Lực bảo là chỉ là góp ý kiến thôi và cháu Lực không có xem đấy, thì điều đấy không có phải cô bác nhá. Và cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian tới thì hai anh em sẽ tiến hành là bắt đầu để cất cho các em là một cái ngôi nhà nó vững chắc hơn cái ngôi nhà này, và nó sẽ khang trang hơn cái ngôi nhà của các em hiện tại đang ở một chút cô bác. Và qua đây thì cháu Lực cũng xin được cảm ơn tất cả các cô chú ông bà mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn đồng hành cùng bản em và giúp đỡ những hoàn cảnh mà bản em đang chia sẻ nữa. Còn là bây giờ thì cho cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa cô bác nhé. Ở đây thì có những khoản cháu Lực nhận được đấy, thì có các bác, các chú, có các mạnh thường quân thì gửi cho cháu Lực là một lần, là gửi cho cháu Lực là một lần, và trong đó thì có chia ra cho những hoàn cảnh nào đó thì cháu Lực xin được phép là đến những hoàn cảnh nào thì cháu Lực mới đọc lên cô bác nhá. Chứ để tránh trường hợp mà như trước cháu Lực cũng có đường mắc và cái sai lầm lên trên nhà ba ông cháu là đọc những cái khoản hỗ trợ mà loạn xì ngầu hết lên, đọc từ nhà hai ông cụ này xuyên đến nhà em Cương này, nó đọc nó loạn xì ngầu hết lên, thành ra là các bác nó nghe nó khó
nó nghe nó khó hiểu, nên là cháu được sẽ đọc ở những từng cái hoàn cảnh một thôi. Và cũng có một số cô bác cũng có gửi cho cháu Lực là cái tiền mà chi phí để đi lại đấy, thì là cháu Lực sẽ đọc để lại ở một cái hoàn cảnh nào đấy thôi. Có những hoàn cảnh tiếp theo thì cháu Lực sẽ không có được nêu về cái phần mà các bác đã gửi cho cháu Lực là cho cháu Lực để làm kinh phí đổ xăng đi lại nữa cô bác nhé. Rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Và cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài thôi. Hôm nay lên với các em chỉ muốn báo tin mừng cho các em là cái số tiền quý của nhà các em đã hơn hôm nọ cháu Lực mà lên công khai cho các em rồi. Hôm nọ thì anh là được bao nhiêu nhỉ? Được 17 triệu bao nhiêu nhỉ? Vâng. Đấy, và hôm nay thì lên thì được hơn là 30 triệu rồi. Đấy. Nói chính xác là này, bạn được bao nhiêu? Là được 30.595.000 nha các bác nhé. Đấy. À, bây giờ thì cái tập phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, cho nên là cháu Lực xin được kết thúc ở đây thưa cô bác. Tập phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, cho nên là cháu Lực xin được kết thúc ở đây thưa cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Có vẻ như là em Sử đã đi chợ về sao rồi cô bác ạ? Vừa nãy thì đi nhờ xe ai à? À, đi chợ mua gì đấy? Mua đậu hết. Mua đậu với lại cà chua à? Vâng. À, vừa rồi thì anh có nói tiền quý của nhà em là cho ông với lại cho Hải nghe đấy nhá. Vâng. Đấy, và anh nói thêm cho em thêm một lần nữa là cái tiền quý của nhà em là anh đang cầm là 30.595.000. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy. À, xuống nhà cưng đi. Thôi anh phải đi về rồi, bây giờ trời rất là tối này. Đấy. Xong về. Thôi bây giờ anh phải về đây. Cháu xin chờ quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy rồi, em Sử thì vừa mới đi chợ về. Ôi sao lại phanh ngực thế này? Phanh ngực thế này. khoe cơ à? Khoe cơ à? Hãy về đi, về nấu cơm cho ông với lại cho em đi nhá. Hãy về đi nhá. Rồi, anh đi về đi nhá. Thôi đi về đi. Anh đi nhá. Đi về đi. Lần sau đi về sớm một chút nhá.